trên da làm gì có hệ vi sinh nào, chủ yếu là ở đường ruột thôi. Hả? Bây giờ mà vẫn có người nghĩ hệ vi sinh chỉ có ở đường ruột thôi á? Đúng, nhưng mà chưa đủ đâu. Khi nhắc tới hệ vi sinh, chúng ta thường chỉ nghĩ tới hệ vi sinh đường ruột, nhưng ít ai biết hệ vi sinh cũng có ở trên da đấy nhé. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hệ vi sinh trên da có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sắc đẹp làn da. Bởi thiếu hiểu biết về hệ sinh thái đặc biệt này nên trong quá trình chăm sóc da, nhiều bạn dễ mắc một số sai lầm khiến da không đẹp hơn mà lại còn xấu đi. Hôm nay hãy cùng bác sĩ Thu Anh tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái này nha. Một số sai lầm trong quá trình chăm sóc da có thể dẫn tới tình trạng mất cân bằng và rối loạn hệ vi sinh trên da, có thể kể đến như: thứ nhất, sử dụng những cái sản phẩm không phù hợp với loại da và các vấn đề của da. Thứ hai, sử dụng những cái sản phẩm có tính sát khuẩn mạnh như là tẩy trang hay sữa rửa mặt có tính kiềm quá cao, làm cho ảnh hưởng đến cả những cái lợi khuẩn trên da, khiến da dễ bị viêm và kích ứng. Thứ ba, sử dụng những cái sản phẩm treatment có nồng độ cao hay là peel da, tẩy da chết với tần suất không phù hợp, khiến cho hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ. Thứ tư, chủ quan việc dưỡng ẩm hoặc dưỡng ẩm không đúng cách làm da khô và mất cân bằng hệ dầu ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm. Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng da chứa một hệ vi sinh vật đa dạng. Những vi sinh vật này bao gồm là nấm, vi khuẩn, virus, thậm chí cả những loại ký sinh trùng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc duy trì một hệ vi sinh vật cân bằng là yếu tố quyết định trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe làn da. Hệ vi sinh vật trên da là một hàng rào sinh học đa nhiệm bảo vệ da khỏi các mầm bệnh. Khi các vi sinh vật gây hại từ môi trường bên ngoài tiếp cận và xâm lấn vào lớp sừng, vi sinh vật trên da sẽ tiết ra bacteriocin để ức chế sự xâm nhập và phát triển của các loại vi sinh vật gây hại này, làm chậm quá trình lão hóa. Cân bằng hệ vi sinh không chỉ giúp giải quyết các vấn đề về da hiện tại mà còn có tác dụng phòng ngừa và làm chậm quá trình lão hóa. Một hệ vi sinh cân bằng sẽ hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên, tăng cường sự đàn hồi và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay đốm lâu. Khác với các phương pháp làm đẹp dựa trên hóa chất mạnh hay can thiệp thẩm mỹ có thể mang lại rủi ro và tác dụng phụ, việc tập trung vào sự cân bằng hệ vi sinh là một phương pháp làm đẹp tự nhiên và an toàn. Có thể thấy, duy trì trạng thái cân bằng của hệ vi sinh trên da giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về da như là mụn, kích ứng, viêm da và lão hóa đang được các chuyên gia da liễu và bác sĩ quan tâm, chú ý nhằm lựa chọn sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thân thiện với hệ vi sinh vật, góp phần tạo môi trường nền tảng vững chắc cho sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của làn da. Chú trọng tới việc bảo vệ sự toàn vẹn của hệ vi sinh trên da cũng như là kim chỉ nam của Genetic, một thương hiệu mỹ phẩm sinh học cao cấp đến từ Pháp. Genetic hiểu rằng cân bằng và đa dạng là chìa khóa để duy trì một hệ vi sinh khỏe mạnh trên da. Thương hiệu chú trọng đến việc sử dụng các thành phần tự nhiên và dịu nhẹ, không sử dụng các hóa chất mạnh có thể phá hủy sự cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh trên da. Điều này đảm bảo rằng da sẽ không bị kích ứng và mất đi vi sinh vật có lợi. Nhận thấy việc áp dụng một lượng lớn vi khuẩn sống là probiotic mà không biết rõ tình trạng cụ thể của da có thể dẫn tới sự mất cân bằng. Hơn nữa, các vi khuẩn này dễ nhạy cảm với nhiệt độ, ánh sáng cũng như tác động khác từ bên ngoài và khó bảo quản. Do đó, Genetic chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, chiết xuất ra các thành phần hoạt tính, prebiotic và postbiotic nhằm tạo môi trường, điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn có lợi phát triển, giúp duy trì sự cân bằng vốn có và củng cố hệ thống bảo vệ tự nhiên của da. Sự kết hợp linh hoạt giữa các thành phần prebiotic và postbiotic không chỉ giúp cân bằng ổn định hệ vi sinh trên da mà còn tăng cường sức khỏe và độ đàn hồi của làn da. Đây là lựa chọn tối ưu cho công việc chăm sóc và trị liệu các vấn đề về da liên quan đến mất cân bằng hệ vi sinh, mang lại lợi ích toàn diện và lâu dài cho làn da. Phương pháp chăm sóc da dựa trên cân bằng hệ vi sinh không chỉ là một xu hướng làm đẹp mà còn là một phần của sự tiến bộ trong lĩnh vực khoa học da liễu. Bằng cách sớm tiếp cận xu hướng này, thương hiệu mỹ phẩm sinh học Genetic đang là thương hiệu dẫn đầu trong việc cung cấp giải pháp chăm sóc da khoa học và an toàn. Ngày 16 tháng 4 tới đây, Genetic sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo miễn phí liên quan đến xu hướng cân bằng hệ vi sinh trên da. Các bác sĩ, chuyên gia da liễu, chuyên viên chăm sóc da, chủ spa nào quan tâm tới chủ đề thú vị này thì hãy cùng bác sĩ Thu Anh nhấp vào link bên dưới phần bình luận và đăng ký ngay nhé!